Xin chào các bác. Tiếp theo là áo 10 số lon. Áo còn đẹp lắm nha các bác, nhưng mà size lớn nha, lâu rồi không lên size lớn. Này lên size cho các bác từ 80 tới 95kg nha. Size lắc regular, chuẩn cấp phát quân đội Mỹ năm 78 nha các bác. Đời 78, nhà thầu John Albay. Tem còn rõ ha, size lắc regular, độ mới cao nha các bác. Không lỗi lầm nha. Nón còn đầy đủ nha các bác. Em nhé phải chiếc chút khỏi phải giới thiệu nón xong. Rồi, khóa cổ Scoville đuôi cá nha các bác. Màu vàng đồng còn rất là mới ha. Khóa đuôi cá. Chân khóa còn tốt nha các bác. Chân khóa còn ok ha. Cái này thì nó bay cái lớp bên ngoài ra thôi, cái này thì có thể dán lại hoặc là để và không ảnh hưởng đâu. Còn chân khóa bên trong thì không bị tương nha các bác. Rồi, khóa Scoville màu vàng còn mới ha. Khóa đồng nhưng mà răng cá mập luôn nha các bác. Chân khóa còn tốt. Rồi, nón đầy đủ. Tem lụa rin theo áo. Áo còn mới lắm các bác, không lỗi lầm nha. Màu thì nó còn nó hơi ngả hanh hanh tí. Không hẳn là hanh úa đâu nha, nó hơi hơi ngả hanh. Size lắc hơi lớn một tí, nhưng mà các bác tầm từ 80 tới 95 cân nha. Em mang này nó rộng lắm, nhưng mà cứ mang vào để cho các bác tiện hình dung theo dõi nha. Size to. To lắm các bác. Và màu với chiếc vải còn ok lắm. Ok không các bác? Còn mới lắm các bác ơi. Không tì vết nha, không dơ. Cái này hơi dơ dơ, vết dơ thôi. Cái này em nghĩ chắc vết dơ của Đức thôi. Cái này giặt chắc ra. Hàng này thì em chưa giặt, nhưng mà nó còn mới lắm. Cái này là nón dây rút còn đầy đủ ha. Các bác nhìn cái tem thì đủ biết độ mới nó rồi. Nó có điều nó hơi dơ, nhưng mà cái này em nghĩ dắt giặt ra nha. Cái này nó dơ đứt thôi. Các bác thấy không? Nó đây, nó cũng mờ thôi, nhưng mà nó dơ giống như là dơ đứt nha các bác. Các thấy không? Đây, nó dơ một mảng đây thôi. Nó giống như là đứt thôi. Các bác về chịu khó vòi giùm em. Rồi, cũng mờ thôi các bác, không rõ đâu nha. Nó là giặt ra đấy, cái này là vết đứt chứ không phải vết gì đâu, nó vết bụi đứt thôi. Các bác thấy không? Đồ duy nhất đây thôi, còn lại là không lỗi lầm rách lủng gì hết ha. Đồ mới cao lắm nha các bác. Cái này độ mới phải 95% trở lên nha. Màu thì hơi hanh úa nha. Nói chung là không tì vết nha các bác, không lỗi lầm tì vết. Dây rút còn nó tuột ở trong. Dây rút còn nó tuột vào trong nha. Rồi, khóa đồ còn cứng lắm nha các bác. Nói chung là độ mới rất là cao nha. Độ mới cao. Đây các bác nhìn vào cái tam giác tay thì đủ biết ha. Chưa hề có nếp gấp luôn nha các bác. Mờ mờ thôi, cái này nó vết bụi dơ dơ thôi. Cái này em chưa giặt gì đâu. Các bác nhìn thấy chưa có nếp gấp luôn nha. Rồi, bắt tay. Ok không các bác? Không, chưa thấy nếp gấp luôn nha. Mấy vết bụi đất nó mang giống như nó đã sử dụng rồi. Vết bụi thì mình chỉ về giặt thôi là sạch thôi. Còn lại là ok hết nha. Thân sạch sẽ nha các bác. Thân trước thân sau sạch sẽ. Có cái vết dơ như chỗ này là chính thôi, như mà em đã báo rồi. Rồi các bác thấy cái chỗ dây eo không? Cũng chưa có nếp luôn nha. Chưa có nếp luôn. Chưa có nếp của cái vết ngứng của cái sợi dây luồn luôn nha các bác. Độ mới rất là cao. Em đánh giá thì ở bên này thì nó có dấu đường may tháo tem này, nhưng mà nó cùng màu, nó chỉ có đường kim thôi mà
đường may ra cái còn nó cùng màu vì độ mới nó còn cao nha các bác. Bên này tem lụa rin ha, và tình trạng màu còn rất là mới nha. Em đánh giá thì 95% là khiêm tốn, và các bác coi hàng của em thì là biết cái đánh giá của em rồi, luôn luôn chuẩn nha, và luôn luôn thấp hơn phần trăm đó. Thì khi các bác nhận hàng thì nó gọi là sẽ tích cực hơn, và cái phần trăm nó sẽ tăng hơn khi các bác nhận nha. Còn cái này thì thực sự rất là mới luôn á. Rồi, và giá size nó lớn cho nên em bán rẻ hơn chút. Và giá em có đăng ngay tiêu đề. Bác nào, các bác nhìn vào tiêu đề sẽ thấy giá em đăng ha. Và nếu vừa ý thì gọi cho em 0903 145 965. Rồi em đo thông số nha. Vai 55, tay 64.5, dài 80 các bác. Vai 55, tay 64.5 và dài 80. Các bác từ 1m7 tới 1m8, nặng từ 80 tới 95 cân là mang đẹp ha. 80-85 cân là mang đẹp rồi. Rồi 95 cân mang vẫn vừa ha các bác. Và áo còn đẹp lắm các bác. Và video xin kết thúc tại đây. Xin chào các bác và hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin chào các bác.